Kéo này không phải kéo cắt thịt. Không phải. Thì các bạn thấy là anh em đang 10 giờ đêm rồi vẫn đang ngoài đồng trông quất, với cả làm quất, chăm sóc quất đấy, rất là vất vả. Và đây là cái món vịt nướng nguyên con để ăn đêm. Bánh bánh nha, được không? Nước ngọt thế, nước ngọt lắm. Giữa cánh đồng quất bạt ngàn, thường tích ngày nắng này. Đây, lại một đống mướp đắng với rau thơm các bạn, ngoài đồng này. Đấy, cứ để xuống. Nếu các để bác các chú trồng được. Ai miếng nào thì kéo cứ bấm ăn, ăn không cần. Ai ăn là người tự bấm. Không cần xương nữa. Vâng, đấy cái này thôi. À, thì ai ăn này, cầm này, xé này này. Xé cái mỏng này này. Có. Đó, xé này ăn này, đấy. Ăn này, phần đây cầm này, cơm này xé này, đấy. Thế bóc cái này này. À, cắt hết ra thì kiện mất ngon. Nhìn nó béo mâm nhá. Được chấm chuyên dụng. Ăn đi. Ui. Mời quý vị các bạn dùng bữa với mình nhá. Người nhà nhá. Bữa là ngon đấy. Ăn được bữa ngon, bữa tầm không ngấy. Để mà mình thái nhỏ không ướp đá, ngon thì ướp đá cho ruốc à. Ướp đá thì lại vắt quất. Vâng. Ướp chanh. Không ướp đá đấy, không để cho nó đỡ đắng ấy. Đắng đi. Xong là cho. Cái này anh em gặp quả được. Em mà bọc ruốc ở giữa này. Này cứ thái này nha, xong là có khay đá mình để trên ăn để mát. Những người không ăn đắng ăn ngon cháu ơi. Em cứ cắt mỏng cho ớt bột canh. Ủa, bột canh em canh ở đây ngon này. Cháu sống ngon này. Đây chú, cháu nhường chú cái món này. Ôi đẻ không? Mời chú. Chén đi anh. Chén đi. Mời chú đấy. Ăn đi. Chú ăn đi. Tự nhiên lên. Đáng cái giấy báo mình phải bỏ ra thì tháo tay. Nói hết là quần áo mai thay. Ăn đồng hoàng gia cửa trên tay phải chân bẩn mới ngon. Ăn mà sạch sẽ như ăn mầm thì vẫn ngon. Chuột thịt đi cứ ăn rau này. Ừ. Uống đi con ạ. Mời chú. Hôm nay không lấy thuốc thì không sướng, đánh cố mình phi thuốc. Đây có thằng Hà Lam nó điện, nó hỏi cái mấy cái bể. Những bể á. Bể nhiều người hỏi lắm. Thằng hôm nay hai thằng Dính Linh Hạnh cũng hỏi mua ấy. Sơn là thằng Dính Linh Hạnh ấy. Hỏi mua thì chơi. Sơn bên Sơn là không, Sơn bên đệ Ngân Hạnh nữa. Ngày mua cái để chơi. Mà không có gỗ thì rồi thì đã trồng cây không được. Anh yên tâm sắp một gỗ. Có gỗ nữa nhỉ? Em bán nó lại để chuyển về. Này chưa? Đây chuyển. Nhỏ nhỏ thôi, cắm lên cho đẹp. Đây chuyển gỗ nữa. Đấy để anh bây giờ nghĩ ít. Thấy thỏ 40 nghìn cả. Ông này ông thì giấu. À bảo 70, bao tiền một cân. Anh bảo là hết hết không rồi nào. Vào trong ấy, vào trong đúng trong chó dành ấy một đống. Chú Doan tả cái món này xem ngon không chú? Quá ngon luôn. Chú cảm nhận nó như thế nào chú? Đây là chủ vườn quất mình đã quay rất nhiều clip. Ngon, ngậy. Thơm không chú? Quá thơm. Vâng. Anh cho mượn chai. Chú cho mượn. Chạy bùi thông nọ vứt được tải quần áo đây. Nọ vứt đúng được tải đây. Ông kỳ ông tam hết ông chở 10 khay á. 10 cá mới là khay về ông kế hết vào đấy. Ở chú ơi, cháu vẫn còn kéo một canh ý đấy này, chú xem nào. Trong này đây. Nhưng mà nó có ít đấy. Một canh không mấy thôi. Ừ. Chấm này, à, một canh là chấm này ngon này. À. Chấm gì ngon, đêm khuya này, rét mà, đói. Cái này nó phải nhiều ớt. Ăn cái này nó vừa tầm non ngon thế nhỉ? Non. Ăn cái này nó non quá, nó cũng không cay đâu. Ăn vịt đi. Không đắng đâu, non. Ăn này nó giảm huyết áp, chống đột quỵ đấy. Ăn rất tốt đấy. Xong rồi, ông xong rồi, ông không thích ăn vịt. Ngồi thêm cá sụp nướng nữa.
Em chống một vịt nướng ăn. Ông bảo là rủ Tuấn đi đánh cá bằng, nó không đi. Ông bảo gắn thì ông về giờ. Chuột mới gắn nó. Gắn nó ấy. Vì để rất nhiều chất đạm ông sợ. Tiếp đâu? Kinh ăn đi ba ấy. Ông giúp bà con bán quất nhiều không phải phát, không phải phát trực tiếp ấy. Không. Phát triển kinh mạnh lên để giúp đỡ bà con quất nhanh. À, cũng giúp đỡ được những người anh em đi mua quất, người ta biết dụng tìm đến. Mình làm kinh thì chỉ cần thế thôi, chủ yếu là bán quất cho dân. Thứ hai nữa là những vị khách mà không biết đến chỗ mình, người ta sẽ biết đến mình có những cái quất đẹp. Trực tiếp là số nhiều người thích. Cây lại cứ vừa phát phát thân. Cho anh họa một cây áo à? Cây có chụp không? Cây nào bị chết. Họa anh còn thấy bố chú cháu mà rau nhiều hơn thịt. Nó chúng mời chú vợ cái nào. Bé con này chúng mời chú vợ giờ. Làm hộ cháu bao nhiêu việc xưa giờ. Vợ gì người mở gần không chưa sợ nó phí. Cho cháu đùi. Ông. Hỏi ông. Ông nắm gà lắm đấy. À? Mang áo giày rách anh không? Anh ngồi kia. Ai chết rồi, ừ, lại quên vào ngay, lại quên gì à? Anh thì áo chúng vứt đi, áo đang mặc ấy. Trong trong này rách rồi xém bên nào trong cái đường không? Nào, trong nó rách không? Sử dụng lên mình mang quần áo mang về hết ông nọ chút về cái. Quy tí mở khéo mở cháu này nhá. Rồi kinh lắm. Cái gì đang bắn? Em mở luôn. Thử cái này này. Củ canh ớt. Cốc củ xuống. Đá đây. Củ canh không? Củ canh đây. Quên rồi. Đá cái gì ạ? Trường có canh quên rồi. Bảo này. Bảo ơi. Ra đây ngồi. Ơ. Điện thoại này. Cho cháu cái đùi. Ấy, không chồng nó cũng, thằng này nó nhanh, nó cũng phải nhắn. Thích, có, mở 4G đây. Thích thì nó ăn, thích thì đến kiểu gì cũng không ăn. Như thằng này nhà cháu. Còn được kém không nào. Nó bảo kê. Này không? Được rồi. Bảo hồn đây, Coca là con này. Buôn luôn. Hả? Có chanh có. Sạch cái bẩn đâu bẩn. Thôi anh uống đi em không. Úi dồi ôi, bố nhà ta cắt quả chanh cắt dọc. Nể đấy. Cắt ngang đi, cắt ngang không để ý, cắt dọc. Bố cắt dọc rồi. Để ý đâu, chắc không để ý. Để ý. Chú để dựa đây, hoạch phình. Bảo chú này sạch mà, ra đến muối. Nghe bố nói gì không? Sạch nữa nhỉ. Trò này tí là còn đông nghịt. Quay trên cho em hớp này. Đây, xe gói đầy thức ăn này có ai ăn đâu mà. Định, định, định ơi. Định. Uốn. Còn rượu anh, sắn rượu. Còn rượu anh à? Ôi. Nào cháu nhân chén mời thành viên mới. Còn này là chén rượu anh à? Không có rượu kiến vã. Toàn cốt mới đại này. Kia chỉ nguyên như cá không lấy nướng cá. Rượu này mình cho đá bầu không? Trong ngủ một cá. Cho nghe mà. Nướng cá nhỉ? Em không đi. Cho đá bầu uống nữa đi. Thôi nếu cho đá phải nướng cá. Không đây chén cho mày vừa rót xong. Nếu mà rượu cũng cá cơ. Cho hút cá thì rượu ấy được. Chẳng mấy giờ anh cắt quất cả một canh lên trên rồi. Cái này để chấm. Anh bột canh anh vứt đâu rồi? Anh đổ đâu rồi anh chưa? Đấy. Đây à? Đấy. Ớt gì? Đưa cháu cắt ớt ra. Dễ là tiện lấy bánh thế. Ui, thế là không ca. Em đây. Thằng mình hạng chạng nặng thế. Thằng nặng rồi, một chén này đấy. Rượu mã kích. Một chén này đấy. Thế một chén rồi. Mỗi khi chú dăm 7 chén, một chén. Mình ăn ơi. Nhìn à, nhìn hình hài của đó. Chú đã thay đổi rồi. Thôi, chú uống hết cốc này đấy, mình ấy. Biết rồi, nhà chị không uống luôn gì. Có cái tí ớt vào nó nhiều. Ngon ngon chú. Không, nhà trên ở trên cháu không mình chú cho uống nhỉ. Nên là mới. Tí ớt vào nó khác ngay. Không mình uống bất khuất sợ ai nó mới. Anh đi cầm lấy cái tay không uống chứ còn. Ăn đi. Ra đi. Rồi. Cầm nếu mà dân thì sao hết. Ăn đi. Rồi. Kệ mai nào nó có biết và kệ. Dạ. Phần các chú. Có gì. Mình ăn uống nhau gì phải cứ bảo mà sự. Rượu và cốc này. Mình làm được, ăn được, làm thoải mái, ăn thoải mái. Anh rồi không làm, ăn không làm thì sợ thôi. Mình làm ngon đúng không? Ê, chú làm chấm cái này là ngon mà. Không biết xong hết thì làm. Ấy thật, không, ăn thêm nhạt nhạt, nhạt đi, trời thì đắng ý. Đắng đắng để là non này. Thế, non. Thế bà ăn mọi khi ăn thử cái giống này, cái giống này nước nó béo không? Cái giống này đúng mức kia nó không đắng. Bật 4G lên. Nghe nữa không? Cái giống mướp cái kia thôi. Mà nó có loại mướp gai ấy. Đấy, không này quả này quá đỡ đột tử. Quả này miếng này em biếng 250, ngày xưa ăn một miếng được 2000, bà cho để đi học thứ 2. Tay bóp giặt nước. Con má ăn này tốt đấy. Dễ tiêu à?
hạt tiêu. Anh ơi ngon. Nếu anh nghe này, đưa cây. Chục hơi ngâm ngâm, chục quả của nó từng còn từng này. Ngon gì ngâm gì? Ăn này này mà nếu mày không ăn quen là đầu tiên nó ngâm ngâm đắng như là cuốn. Cái này cứ sao khoảng 2 quả em một to. Nhưng mà nếu mày ăn nó vào ấy, mày bữa mà ngồi đây nào. Ăn thế đây ngồi con. Ăn sống với mắm rồi. Ngồi đây. Sống đây. Nhưng mà nhà cứ hay xào với trứng. Làm cũng một hai quả trứng xào vào. Cháu ăn dưa chuột đâu. Đây. Cái này nếu mà tôi đâu rồi đây. Em mang nào. Nhà tôi nha, cứ nhà chiên đó 5 miếng thôi. Chiên đó quán rượu vào. Em giật gọn nào đây. Ăn đây cái uống ăn mà mức đắng được không đây? Các chú các bác ăn mồi nhiều vào không bị nó cứ nhường nhau này, đóng với con vịt mà không hết. Không hết được rồi, ăn mạnh lên cho này. Bị ăn thấy ra nó. Có anh lên đây. Này, bằng ngườm. Thế ăn thì ngon, thế ăn. Anh ăn kia kìa, chấm cả kia ăn kia đi. Có vào gì đấy? Có vào gì đấy? Cậu tiến, cậu tiến. Một trăm. Bảo cậu xuống đây. Là cậu nhật mà. Cậu chắc chỉ chưa. Tiền thôi. Đắp tiền nhìn thấy ảnh ở đấy. Xuống đây, năm tiền triệu xuống đây. Các chú chắc chẳng bởi triệt nhỉ. Xuống đây. Đắp đâu rồi. Cháu để ý bác gọi. Bác nào ấy. Không để ý, thằng Bảo nó cầm máy. Bác nào? Điếc. Bác không cầm máy. Bảo xuống đây. Đây Bảo đây, xuống đây. Đưa rượu vào đây. Nhìn đây. Nha. Cạnh alo đúng chỉnh hằng gặp diễn không có vấn đề à đây mạng khỏe đấy em gì quên không mang ấy đi nâu nhỉ Nhật lầm nhỉ thì ôi thì làm phụ khỏe á mềm ngoan rồi cho em ầm khó ngầu quần nhỉ về tay em ăn uống mà mời riêng em à? Mình chơi trẻ to đấy. Mà này xuống đen đấy mà có cốc. Cả cốc. Cửa dày nó ngay đấy mà. Chết rồi à? Vâng. Chào sót. Anh em không? Cảm ơn chú. Ít chiên. Hết mẹ ơi. Có tiếp đây à? Trẻ mới. Người to lắm rồi, đi cân được không? Sao mình đi cân đi có chịu mệt luôn mủ lắm. Con xoái các em đừng cần phải biết ngay đi ạ. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.